Rồi gắn đi, gắn đi. Rồi gà. Rồi gà luôn nha. Rồi heo đẹp quá các bạn ơi. Gà xong rồi nha, mình móc xong rồi nha. À, heo của mình thì trong hôm nay thì nó sẽ đẻ nha các bạn. Mình chuẩn bị trước khoảng 20 cọng dây. Thì con heo này mình dự đoán là tầm 15 cho đến 18 con. Bụng nó rất là bự. Các bạn thường để ý xem nha, cái con heo mà cái bụng bự căng tròn là nó đẻ rất là sai. Còn một con heo bụng bự mà nó dài nó thòng á, con heo đẻ không có bao nhiêu con hết trơn á. Thì mình cho các bạn xem vú của con heo nè, nó sạch sữa. Khi nào mà vú con heo á mà nó có sữa là nó sắp sanh rồi đó. Các bạn nhìn xem nè, sữa nè, nó búng nè, nó chảy sữa nè, là không bao lâu nữa là nó sanh đó. Trong vòng 1 đến 2 tiếng là đẻ thôi. Đó, sữa như vậy đó. Vú này nó bị teo rồi. Đây. Đó, các bạn thấy sữa không? Sữa nó chảy nè. Nó khó chịu lắm rồi. Thì hồi sáng giờ thì mình dội chuồng với mình chuẩn bị đèn úm cho nó. À, số lượng heo nái với mình cái này là mình đã phối rồi. Thì có một số con đó thì nó chờ đẻ. Còn con bên đó thì khoảng ngày 1 tay là nó sẽ đẻ. Hôm nay là 29 tay nha. Con này là ngày 28 tay là đúng ngày nó, mà bữa nay qua 29 rồi. Rồi con bên đó là 1 tay nó sẽ đẻ. Rồi đây là mấy bầy heo con mình mới tách. Thì heo mình không còn nhiều. Thì bây giờ nó đang đẻ lại. Mấy con bên đó là cũng không bao lâu nữa là đẻ đó, ba con bên đó đó. Còn con bên đây thì chắc tầm 12 con thôi. Để chiều trưa nay hoặc chiều nay nó sanh thì mình sẽ cho các bạn xem. Nó cũng mùi lắm rồi, đêm hôm giờ nó cũng khó chịu lắm rồi. Các bạn nhìn xem nha. Heo mình nó đã gần bể nước ối rồi nè. Các bạn nhìn xem nè. Các bạn nhìn xem nước nè. Nước là cái dịch của nước ối đó, nó gặn nhưng mà nó mới rỉ nước thôi, nó chưa bể nước ối. Một tí xíu nữa là nó sẽ bể nước ối. Bể nước ối là trong vòng tầm chừng 5 đến 10 phút là nó sẽ sanh. Khi nào mà nó bể nước ối tầm chừng nửa tiếng hoặc một tiếng đồng hồ thì các bạn phải kiểm tra nó nhợi nha. Tại vì thường thường nó bể nước ối là tầm trong vòng là 5 đến 10 phút là nó sẽ sanh thôi. Còn mà lâu nữa thì các bạn phải kiểm tra. Mình vừa bước ra thì mình phát hiện là con heo nó đẻ rồi nha các bạn. Là nó đẻ nè, dây rúng còn dính trong mẹ nó là chưa có cắt ra được nè. Bắt đầu để mình sẽ đem nó qua mình chùi. Con đầu tiên nó bự quá trời các bạn ơi. Này các bạn nhìn xem nè, con đầu tiên mà nó quá trời bự rồi. Không biết đẻ được nhiều không mà sao con đầu tiên nó bự quá. Các bạn chỉ buộc rúng nó cách tầm chừng 1 lóng rưỡi đến 2 lóng tay mình vậy nè. Rồi bắt đầu bạn các bạn lấy kéo cắt ngang xuống rồi bỏ vô cái sọt thôi. Mình nghiêm đèn ống vô cho nó. Để coi heo con mới ra nó lạnh lắm. Bây giờ là giữa mùa đông nữa. Mới vừa qua Noel. Đó, mình kim đèn ống cho nó sáng cho nó ấm tại vì
nhiệt độ trong trong mẹ nó là tầm 34 độ lận. À, ở ngoài này á, thì nó có hai mấy độ thôi. À, mình phải ghim đèn ấm, đèn ấm để mình sưởi ấm cho nó. Rồi khi nào có con đẻ kế tiếp nữa thì mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Các bạn dự đoán với mình nha. Mình dự đoán con heo này là tầm 15 đến 17, 15 đến 18 con luôn nha. Trời, bụng con này rất là to. Thôi, nó đang bắt đầu gặn á. Con bên đây thì 2-3 ngày nữa là sanh, thì các bạn dự đoán con này luôn nha. Mình dự đoán con này tầm 10 đến 12 con nha. Thì các bạn nhìn xem bụng con bên đó, rồi các bạn dự đoán với con bên đây. Con bên đây là heo tơ nha, con bên đây là mới đẻ lứa đầu thôi, con bên đây là bắt đầu lên lứa 3 nha. Thì các bạn để ý nè, cái chất mà đen đó nó ra đó là con nó là chuẩn bị ra đó. Các bạn nhìn kỹ cái chất đó nha. Nó ra nước nhờn rồi nó cộng thêm cái chất đó nữa. Thì nó sẽ chuẩn bị ra con. Thì một xíu nữa thì nó sẽ gặn cái con nó. Con này nó có triệu chứng xanh nhưng mà nó không có cắn ổ nhiều. Mình chỉ thấy nó nằm mệt thôi chứ nó ít ủi, ít cắn lắm. Biết nó nằm sấp và nó không nằm nữa được giống gì á, là biết nó mệt rồi, nó gần xanh rồi. Các bạn nhìn thấy cái đuôi nó ngoảy 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 là nó đang gặn đó. Heo ga nha các bạn. Heo ga trước tiên là mình chùi cái miệng nó với mình vuốt cái mỏ nó trước để cho nó ra nhớt, để cho nó thở nha. Còn mà trường hợp mà nó ra chậm mà nó ngợp á, các bạn cứ cầm hai cái chân sau của nó chút lên. Đây là mình cầm hai chân sau nó, mình vỗ nè. Rồi xong rồi đầu mình mới vuốt miệng, vuốt mũi nó, cho nhớt nó ra để cho nó đừng có ngợp. Nếu thôi nó thở không nổi đó, trường hợp mà những con mà còn cứu được đó, là các bạn phải đút cái miệng vô, hút cái mũi nó ra, hoặc là chúng ta có dụng cụ hỗ trợ thì chúng ta hút nước mũi nó ra, nó mới sống được nha. Con này mình chuẩn bị xong rồi đó, mình tính là đưa tay vô kiểm tra thử rồi đó. À, nó gặn ra được thôi. Thì trước khi mình đưa tay ra đi, tay mình săn cao lên, mình rửa xà bông đàng hoàng nha. Mình sát khuẩn rồi rửa xà bông để sát khuẩn. Rồi xong rồi chúng ta bôi dầu ăn lên, ướt cái tay hết luôn. Và chúng ta đút vô từ từ nha. Để mình buộc này xong rồi mình quay cái dụng cụ để hỗ trợ các bạn xem. Mình cắt cuốn nó ngắn xong rồi đầu mình bỏ vô sọt. Thì buổi chiều mình sẽ cắt đuôi nó và mình bấm răng nó. Đây các bạn để ý nè, đuôi nó dài vậy nè, chúng ta cắt vô cái đây đi để cho cái đuôi nó ngắn, nuôi con heo nó nhanh lớn. Còn cái đuôi nó dài ra vậy nè, mình phải tốn thức ăn nuôi cái đuôi này nữa. Một con mà tốn tầm 300 gram thôi, mà các bạn nuôi với số lượng nhiều 100-200 con là các bạn tốn biết bao nhiêu thức ăn rồi đó. Đây dụng cụ của mình dòng có nè, cái chai xà bông này nè, để mình rửa tay mình sát khuẩn cho sạch nè, xong mình đổ vô ăn ra cái chén, rồi mình lấy mình tha lên cái tay mình tới lên trên này luôn. Mình thọt cao lắm, mình thọt là cao lên tới trên này luôn nè. Mà con heo này nó đẻ dễ thì thôi, còn mà nó đẻ mà chậm á thì mình sẽ đút cho mình can thiệp. Thì có trường hợp nào thì mình sẽ đút cho các bạn xem, hoặc là các bạn xem mấy clip trước của mình á. Hai clip kế của mình đều có can thiệp bằng tay hết nha.
bắt đầu nó đang gặn con thứ ba nha, bắt đầu chuẩn bị ra con thứ ba nha. Đây con thứ ba này, heo ra nè. Đây heo ra luôn, đẹp nha. À, hiện tại thì heo của mình nó mới sanh ba con á, thì mình thấy heo con nó bự quá các bạn ơi. Heo bé lớn đây là rất là bự rồi đó. À, hồi nãy là mình đón chỉ là heo bầy heo này chắc tầm chừng 14 con thôi. Tại vì con heo sinh nó bự quá. Lúc mà heo con mà nó đẻ to thì nó đẻ ít, còn mà nó đẻ nhỏ thì đẻ nhiều nha. Như bầy này của mình nè, bụng nó cũng to lắm, nhưng mà nó không to bằng con này đâu. À, nó đẻ ra con cành cành không à, nó đẻ được 11 con. Bài này bà tách mẹ nó có đang chưa chảy ra gai, còn bài này chưa tách. Có con này chọi quá đó. Đây bên đây là 14 con nè, đây chưa tách mẹ nó. Bài này á, thì nó đẻ ngày 10 tháng 12 nha, đây. Đẻ ngày 10 tháng 12. Bữa nay 29 rồi, nó cũng được 19 ngày rồi. Còn mình đợi bầy bên đây thì mình đợi tới nó sanh xong chiều mình đợi kết quả thôi. À, nãy giờ con heo nó gặn nhiều lần rồi, là mình biết con heo nó bự, nó bị kẹt rồi. Thì mình sẽ can thiệp bằng tay, mình sẽ lấy xà bông mình rửa tay của mình để mình sát khuẩn, rồi xong mình sẽ bôi dầu ăn lên tay cho tới cái con chuột của mình á. Mình có ghế bôi trơn mình sử dụng ghế bôi trơn cũng được, mà có dầu ăn thì sử dụng dầu ăn cũng được, cũng không ảnh hưởng gì hết. Thì chúng ta đút tay vô thì chúng ta nên đút từ từ nhẹ nhàng thôi, rồi cái đầu móng tay chúng ta nên cắt rồi gọt bằng hết, rồi xong rồi chúng ta tránh anh làm mạnh để ảnh xước cái tử cung của nó, để sau này nó lên giống rồi nó diêm nó làm mũ, rồi chúng ta phối không đậu là uổng một nước của con heo, là tiêu tốn rất nhiều thức ăn của mình. Con heo này mình vô thì thấy nhau ở ngoài á, nó còn như mấy con trước á, nó có nhau ở ngoài nên mình đụng cái giò nó nhưng mà khó kéo lắm, nên mình phải kéo nhau ra trước. À, các bạn lưu ý nên chúng ta thọt tay vô, chúng ta nên xác định là xem là cái đầu nó ra trước hay là cái giò nó ra trước. Nếu cái giò nó ra trước thì quá dễ rồi, mình chỉ kéo giò nó ra thôi. Còn cái đầu nó ra trước á, thì có hai cách. Một là mình dùng hai ngón tay, cái cái và tay chỏ, mình sẽ bấm hai cái hàm răng trên của nó, mình kéo nó ra theo nhịp gặm của mẹ nó. Trường hợp thứ hai, nếu kéo không ra thì mình sẽ làm dây để mình buộc vô cái mỏ hàm mỏ trên của nó, mình kéo ra từ từ. Thì khúc này là con heo mình kéo cái giò nó ra trước. Đó, nó sắp ra rồi đó, nó sắp ra rồi đó. Nó bự, nó kẹt lắm. Đó, gà con heo đó. Heo mà heo kẹt rất là khỏe luôn nha, chứ không phải là heo nó bị kẹt lại rồi nó mệt nha.
Các bạn lưu ý thêm một vấn đề nữa, khi mà chúng ta kéo được con heo ra rồi thì chúng ta nên chùi để cho nó hết dịch mũi trong miệng nó, rồi thở, rồi chúng ta nên rửa tay lại, rồi chúng ta thoa dầu ăn, chúng ta sẽ kiểm tra một lần nữa xem con heo nó còn sót hay không nha. Thường thường những con heo mà nó gặn nó bị kẹt lại á là thường thường là tầm 40 phút là mình mới can thiệp. Còn nếu mà trễ nữa thì tầm 1 tiếng rưỡi, 1 tiếng rưỡi là giống như là thời gian tối đa rồi. Nếu chúng ta để lâu quá thì nó sẽ ngợp. Nếu mà chúng ta không kiểm tra, thường thường á nó kẹt con đầu á là nó sẽ kéo theo 1 2 con sau nữa. Nếu mà thời gian lâu nha. Còn thời gian mau á thì chắc cũng không có xuống. Chúng ta kiểm tra nữa cho chắc, để không thôi là con này nó bị kẹt rồi, lỡ còn sao nó kẹt cái nữa là nó ngợp. Nó cứ gặn gặn ở trên, nó cứ đẩy xuống hoài á là nó sẽ ngợp nguyên một đàn mình luôn đó. Nên mình kiểm tra lại cho nó chắc. Nếu mà không có vấn đề gì á, nếu mà ổn á, thì thôi thì mình sẽ bắt đầu tính thời gian tầm chừng nửa tiếng nữa thì bắt đầu nó gặn nữa. Nếu mà tầm chừng 40 phút hoặc 1 tiếng gì đó nó gặn, thấy nó gặn nó quẩy đuôi á, nó không ra thì bắt đầu mình sẽ can thiệp. Tại vì nó gặn tầm chừng 3 4 cái không ra là mình biết nó chắc nó bị kẹt rồi đó. Nhưng mà thời gian khoảng 1 tiếng nha, còn chừng 10 15 phút nó gặn 3 4 cái là bình thường không sao hết á. À, nãy giờ mình đợi khoảng 40 phút, khoảng chừng 20 phút bắt đầu là nó gặn rồi, nhưng mà mình đợi tới 40 phút mình thấy nó gặn không ra rồi bắt đầu mình sẽ can thiệp thêm một lần nữa để xem coi nó có kẹt hay không. Thì bây giờ mình sẽ sát trùng tay giống như lần đầu, rồi xong mình sẽ bôi dầu ăn lên, rồi mình sẽ đút cũng giống như lần đầu mình kiểm tra. Khi mà con heo nó đẻ được 5 6 con á thì bắt đầu nó cũng có nhau từ từ rồi. Nếu mà nhau nó nhiều ở ngoài á, các bạn mà kéo ra được á thì các bạn kéo ra. Còn mà các bạn nhắm nó còn dính ở phía trong, nó thụt vô trong nhiều quá, kéo không được á thì chúng ta không nên kéo. Nếu mà chúng ta kéo con heo mà không nhau mà nó không ảnh hưởng, nếu như mình dễ kéo á thì mình nên kéo con heo ra. Còn nhau nó nhiều quá thì mình nên kéo cái nhau trước. Rồi xong lúc này là con heo nó từ từ ra nè, chúng ta kéo từ từ theo nhịp thở của con mẹ. Con mẹ ở đầu nó gặn cái bắt đầu mình kéo ra. Đó, ra con heo đó. Con heo rất là to, rất là đẹp luôn. Bầy này nãy giờ là trắng hết nha. Sau khi kéo nó ra thì mình cũng lau chùi giống như cái lúc trước vậy đó, lúc hồi nãy là mình làm đó. Mình lau chùi nó xong cho nó thở, cho nó khỏe xong rồi bắt đầu mình cũng rửa tay lại bằng xà phòng để mình sát khuẩn, rồi mình sẽ bôi thêm dầu ăn. Rồi ở đầu mình sẽ cũng kiểm tra giống như lúc nãy luôn, kiểm tra lần hai để xem coi có con nào nó còn sót lại hay không. Đó, bây giờ mình sẽ kiểm tra lần hai xem nó có còn sót hay không nha. Lần này mình đút tay vô thì mình kiểm tra nó còn sót một con nữa. Thì bắt đầu mình móc ra từ từ. Mình sẽ nhiều khi nó ở chỗ nó rộng á, nếu mà con nhỏ nó rộng á thì mình sẽ ra đầu trước, mình thấy khó quá thì mình có thể chở đầu lại. Mình cho nó ra cái chân rồi mình móc từ từ ra. Đó, mình sẽ kéo từ từ ra theo nhịp thở của con mẹ nha. Tại vì heo này nó bự quá. Đó. Con mẹ nó gặn rồi nó ngưng, nó gặn rồi nó ngưng, chứ không phải là nó gặn rồi mình kéo cái hụt ra luôn. Nếu mà mình cố tình mình kéo mạnh như vậy á là con cái tử cung của nó co bóp lại, mà mình kéo con heo nữa thì nó sẽ dễ ma sát với cái tử cung, nó làm cái tử cung nó bị chạy xước, nó bị viêm mủ nha. Rồi sau này nó lên giống là chúng ta khó đậu lắm. Đó, con heo ra. Rồi xong rồi chúng ta lau chùi cắt rúng. Rồi chúng ta để vô thôi. Rồi khi nào nó đẻ xong thì chúng ta bấm bấm răng cắt đuôi hoặc là 3 ngày sau cũng được. Hãy
À, hiện tại heo của mình đã sanh xong nha các bạn. Heo của mình hiện tại là đẻ được 12 con nha. Con nó đẻ rất là bự luôn. Mình phải móc 6 con mà mỗi lần là móc 2 con á. Nó kẹt ở trong chỗ mà cái đường tử cung nó đẻ á. Là hai con nó rú đầu ra, là hai con nào nó cũng muốn giành ra nha, là mình phải móc hai con đó. Mà bự lắm. Là đây nè, 1 2 3 con nè. Và đây. 4 5 6 7 8. Con là dưới là 9 10 11 12. Đó. Hiện tại là nó đã sanh xong nha. Bây giờ là mình để cho nó bú, rồi mình đốt đèn sưởi ấm cho nó. Rồi mình canh cho nó đẻ để mẹ nó quen. Nhiều khi mẹ nó đứng dậy á, rồi nó ham bú quá nó không biết á, rồi nó tránh ra không kịp. Bây giờ mình phải canh tới chiều. Rồi tối mình cũng đi ra mình coi. Rồi bên đây là heo của mình nè. Mày bên đây thì nó tiêu chảy, mình cho mình trộn Gosulin Visalut cho nó ăn chung với cám. Rồi mình đổ đô Solodoc Doxy á, pha với nước trộn với cám nhuyễn để cho nó ăn luôn. Rồi bên đây là bầy heo con. Nó cũng gần tách rồi. Bầy này chậm chừng một tuần nữa là mình tách nha. Bầy này chắc nó ký nó còn nhỏ lắm. Chắc tầm chừng 5 ký à. Nhiều khi không tới 5 ký nữa. Còn bầy bên đây tầm dao động là tầm 9 ký rưỡi cho tới 12 ký. Thôi con này quên cắt đuôi, gà mình làm biết cắt đuôi giờ nó bự. Mốt biết vợ mình cầm nổi không. Rồi bên đây nái đồ ăn nha, bên đây là buổi chiều nái đồ ăn đó. Bên đây mình còn con bầy heo nữa nè. Bầy bên đây mình được 13 con, còn con bên đó là bầy trước, còn để là một con. Không ngại nó bị tiêu chảy, nó dạng giống là như xe cô vậy đó. Rồi mình cũng trộn solo đốc cho nó ăn. Còn mấy bầy heo con này thì bình thường gì hết. Còn ô này là trống mình để sang heo lên. Đây là bầy heo thịt Tết của mình. Bầy này là dao động là tầm 55-70 kg. Các bạn nhìn trong video thấy nó nhỏ vậy đó, chứ ở ngoài nó bự lắm. Nó giống như là mình quay gần vậy đó, nó bự vậy đó. Tết thì cái bầy đó tầm chừng 95-100 kg chứ không nhiều đâu. Đây là tổng quan cái chuồng của mình. 3 4 5 6 7 8 9 10 12 nái. 2 4 6 8 9 10 12. Thức ăn tới là tiền tới liền. Và hao hụt nha. Đó là tủ thuốc của mình. Thuốc của mình thì chủ yếu là mình xài Mycosin nè, thì Flozet 400 nè, Amoxicillin hoặc là Hitamox hoặc là Vetmoxin, mình xài những loại thuốc tốt nha. Còn cái thuốc cọ thuốc giỏm á thì các bạn xài rẻ tiền, nhưng mà bạn chích 3 mũi, mà thuốc giỏm bạn xài chích ra 5 mũi thì tiền nó cũng vậy thôi, mà chích nó đau con heo nữa, mà cái hiệu quả nó chậm nữa. Rồi các bạn thấy cái video của mình mà có hữu ích thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình. Thì có khi nào các bạn có nuôi heo, có thắc mắc gì thì liên hệ Facebook của mình là Nguyễn Nobita nha, có hình ảnh đại diện của mình á. Thì nếu mà mình biết thì mình chỉ, còn mình không biết thì các bạn tham khảo ở chỗ khác nha, chứ không phải là cái gì mình cũng biết hết. Mình là bên nái thì mình biết sơ sơ thôi, mình là chỉ chuyên về bên thịt. Mình đã từng đứng chạy 12.000 5 năm nha. Đây buổi chiều đây mình bắt nhốt nó lại rồi, mình chuẩn bị cắt đuôi, mình bấm găng nó nha. Thì mình bấm găng với mình cắt đuôi nó xong rồi mình cứ quay các bạn sơ coi sơ quan cái nha. Đây mẹ đó nè, chiều nay quất 3 ký cám luôn. Còn bầy bên đây dành ăn nè, đó.
Video của mình đến đây là kết thúc nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình để theo dõi những clip heo đẻ sắp tới nữa nha. Mình xin chào các bạn nha.